Chuyên tay chúng ta chết để bắt quả cân các bạn. Sao nó không chạy ta? Để gì bắt số 2 lên. Ồ, số 2 chạy, số 1 không chạy. Kỳ vậy? Số 3 thử lên. Ủa? Như vậy nó bị hư rồi. Ồ, mát quá à. Số 1 nó không chạy, mà số 2 họ kêu ông xã câu giùm. Ủa mà trưa nào bà xã làm gì vậy? Làm cho nó sạch sẽ nè. Dạ, sướng người ta có cái quạt cái kìa. Bắt quạt. Cái quạt này nó ngủ à. Ngủ à. Ủa sao em không bắt cái quạt chỗ tường này nè? Chỗ tường nữa hả? Ờ. Bị hư rồi. Hư hả? Bắt nó không chạy hay gì? Không biết nữa. Dạ, để bữa nào anh rảnh anh sửa nó. Để có cái quạt này. Cũng sao? Có vấn đề mà. Nó có quạt nào? Quạt này nè. Cái này hả? Sao? Số 1 á thì là số 1 nó không chạy, số 2, số 3 nó chạy. Đó, nó đang chạy số 2, số 3 đó. Cái quạt này nó bị số 1 nó không chạy phải không? Nó bị liệt kìa đó. Nó bị liệt hả? Đó. Dạ, nó có ba chân chạy mà nó giờ nó bị liệt một chân hả? Sao kiểm tra vậy mà. Quay nó quay. Số 3 phải không? Đây là số 0 nè. Số 0. Cái quạt tắt. Đó. Rồi. Để bắt mình thử cái số 2 coi. Hai chạy bình thường. Mấy gà nó chạy bình thường mà đâu có gì đâu. Còn sao nó kỳ vậy? Mấy hư gì trong. Số 3. Vậy là số 3 nó vẫn chạy bình thường. Ừ. Chỉ có số 1 thôi. Rồi bây giờ là không biết bị bệnh chưa. Vậy là số 1 là anh nghĩ số 1 nó một bị đứt dây ha, nó bị cháy số 1 rồi. Bây giờ em rút điện ra đi. Bây giờ anh rảnh trưa nay cho đem ra anh chia sẻ với em và mọi người cách để mà mình xử lý cái trường hợp này nha. Coi có bị cái gì ở trong cái công tắc số nó bị gì nha. Em đi ra ngoài. Đây. Rồi, đây xã, bà xã để xích vô đó đi. Vô ở gần trong một xíu đi. Giờ sao xã? Thì bây giờ mình sẽ tháo nó ra. Ai trực ra xeo sức bát đi ra. Thì đối với cái quạt này thì nó có một cái chốt mà nó có cái dơ, có một con nhít dưới này nè. Nó sẽ tháo nó ra luôn. Ồ, nó rớt cái gì ra kìa. Con gì vậy? Cái vỏ trứng. Trời ơi, vỏ nhóc con nè. Trứng của con thằng lằn. Nè, trời ơi, rồi luôn rồi. Ồ, nó bị cháy rồi. Cháy luôn. Cháy khác đen luôn. Số 2 nè, số 2 hành chí nãy anh thấy anh dặn nó ăn yếu xìu à. Thì ra là nó cũng bị cháy luôn. Chạm cháy với nhau. Chạm hết trơn, cũng cháy hết trơn rồi nè. Thì cái trường hợp này là không thể sửa được rồi. Nếu mình để luôn mình chỉ sử dụng số 3 thôi. Còn hai số này sử dụng không được. Cháy luôn bên đó luôn rồi. Vậy bây giờ thôi, bây giờ anh sẽ lấy cái một cái công tắc anh có mua đó. Thường anh có mua mấy cái dụng cụ sẵn ở trong nhà nè. Giờ anh lấy ra để mình chia sẻ với em mọi người cách để mình thay công tắc luôn nha. Rất đơn giản từ nhà luôn, không cần mua hàng. Đây là cái công tắc mới anh mua nè. Đẹp vậy. Thì công tắc này anh mua cũng lâu rồi mà anh để trong cái đồ nghệ mà nó không có đem ra. Thì công tắc này là công tắc của cây quạt treo. Công tắc quạt treo giật nè, thấy không? Thấy rồi. Nè. Nhưng mà mình vẫn có thể là áp dụng cho cái cây quạt này được nha. Vẫn áp dụng cho cây quạt đứng luôn. Thì nó cũng có thể sử dụng được tại nó có cái núm này nè. Thì bây giờ mình sẽ tháo nó ra thôi. Nói chung là nếu mà bạn nào mà trong gia đình á, mọi người mà không có nhớ được cái số dây này á, thì mình chụp nha, chụp cái hình lại. Để mình coi nó, mình đấu theo nó. Số 1 là cái dây màu trắng. Thì số 2 là cái dây màu vàng. Và số 3 là cái dây màu xanh lá cây này nè. Còn cái dây là dây xanh màu xanh dương nè, xanh như nguồn vô nha. Đó là mình nhớ. Mà nếu mình có quên thì mình có thể là mình mua lấy cái dây điện thoại mình chụp lại. Sau đó mình coi nó, mình đấu lại nha.
Thì ở nhà mình đó thì cũng có cái mở hàng nữa, nhưng mà mình không siêu mở hàng. Hôm nay là mình sẽ chia sẻ với mọi người cách để mình xong siêu mở hàng luôn nha. Thì mua công tắc về nó có mấy cái lỗ, là mọi người xem nè. Thì mình sẽ tuốt cái dây ca, mình sẽ xoay vô đây dính đây luôn, ba chấu này, đây cũng có nè. Mình khỏi cần dùng mở hàng nha. Trong gia đình sử dụng thì mình không phải nhà nào cũng có cái mở hàng đâu. Bây giờ lại sẽ chia sẻ mọi người hôm nay là cái cách nó không sử dụng mở hàng. Thì công tắc này thì mình chỉ cần cái ra luôn á. Xoay nhẹ ra nè. Vỏ này thì mình cắt vỏ hả? Cắt ra luôn, vỏ này không còn xài nữa. Cháy rồi. Mình để nó qua một bên đi. Cắt lại, để nữa mình sử dụng cái nào được sử dụng. Mình tước nó ra rồi mình xe lại. Cái này cũng tương tự luôn. Cháy khác luôn. Mình cứ cắt ra rồi mình te xe lại. Nói chung là cái này công đoạn này thì mình rất là ưa dễ quên lắm, bởi vì á, mình phải lưu ý á, mình nếu mà bạn nào mà hay quên đó, không có quen gành á, thì mình phải mình chụp hình lại, mình chụp lấy cái điện thoại mình chụp lại á. Đó, sau đó là mình sẽ share nó lại nha. Rồi mình nhắn vô làm sao đây, công tắc đây thì bây giờ có công tắc này thì mình cũng tương tự thôi, một cái mà sẽ nhiệt nó ra nè. Lộn vô hả? Đây mình sẽ dùng cái tay nè, mình kéo nó lên nè, thấy chưa? Rồi mình lòn vô cái lỗ hả? Ừ, mình lòn vô cái lỗ nè, đó. Một lỗ là một màu á vậy? Thì nói chung là mỗi mỗi cái đã anh nói rồi đó, mình làm dấu nó. Thì mỗi một cái lỗ gì đó là nó có một cái màu dây. Thì cái màu xanh dương này là nó vô công tắc nguồn nè, nó đè xuống. Còn cái dây số trắng này là cái dây số 1. Số 1 là dây này. Đó, mình cứ lòn vô và mình xe nó lại. Không khó gì đâu. Đây em quan sát cho mọi người xem nè, mình lòn vô cái lỗ mình xe nó lại. Đó. Rất là dễ. Mình xe sau đó mình cột nó, mình đè nó xuống. Còn cái dây vàng là dây số 2. Khó gì đâu. Nói chung thì nói với mà anh nói em nói vậy chứ nếu mà em không biết, em không biết đó, thì em rất là khó. Em đâu có làm được. Để ý một chút đi. Còn cái này á, em nhiều khi em để ý gì nè, em cũng quên á, tại vì em tháo ra rồi á, em cũng quên lắm, tại cái dây số rồi nè. Rồi đó, em đè nó xuống. Rồi, cái dây còn lại cũng tương tự. Thì đối với công tắc cũ này á, mình cái công tắc này mình nãy giờ mình quên nói giá mình mua cho mọi người. Thì cái công tắc này nè, anh mua hồi sáng cũng hồi hôm trước, cũng cách đây cũng có hơi lâu rồi. Thì nó là 10.000 nha, nhưng mà giờ mình không biết bao nhiêu, cả mình mua cũng gần tháng này. Thì hôm trước mình mua cũng lâu rồi, là cỡ 10 có 10 rồi. Còn cả tháng nay thì nó là nó 10.000, nhưng bây giờ thì không biết bao nhiêu nha. Đây, mình nhắn vô luôn. Sau đó mình sẽ lắp nó lại thôi. Thì nói chung thì anh hôm nay anh chia sẻ với em và mọi người đó là cái cách đơn giản nhất để mình thay một cái công tắc, nên chứ không cần phải cần có mối hàng. Thì mọi người cứ nhiều người suy nghĩ rằng đó, không có mối hàng làm sao mình sai được. Thì đây là cái cách đơn giản nhất, nghĩa là mình không cần mối hàng luôn nha. Mình chỉ cần cái mua cái công tắc về, sau đó mình lắp nó vô nè, mọi người xem nè. Không cần mối hàng. Nó đẹp nữa. Mình đè xuống. Đó. Vừa đẹp. Nó rất là đơn giản luôn. Rồi, thì bây giờ làm chỉ cần mình lắp nó lại thôi. Nè, lắp từ trước, từ cái dấu trên trước luôn nè. Rồi, sau đó lắp vô. Bắt con ốc lại nè. Ốc dưới này nè. Rồi, bây giờ thì đối với cái số này nè, mình chưa biết nó là số mấy á, thì tạm thời á mình sẽ đi qua mình liêm điện vô, sau đó mình sẽ bật lên thử nha. Rồi mọi người, cái này là cái núm mình mua mới nha. Thì mình có thể gắn cái núm này luôn cũng được, hoặc là mình nếu mà đẹp hơn thì izin với nó thì mình sẽ gắn lại cái núm này nha. Thôi nó kia đẹp. Đây, thì tạm thời bây giờ mình chưa biết số mấy, bây giờ mình sẽ liêm điện mình bắt lên thử coi nó vô số rồi mình biết mình mới gắn cái núm vô cho nó ngay nha. Tại ngay cái mũi tên số nó chạy về kìa, số mấy nó chạy rất là mạnh luôn. Bây giờ bật tay thử nè, mình sẽ thử tay nha. Rồi như là số 0 ngay đây đúng không nè, mình số 0 là mình sẽ đè vô nè.
Rồi, bây giờ mình sẽ thí nghiệm thử nha. Số 1. Ok. Nó chạy rất là mạnh luôn, thấy không? Rồi tới số 2. Ok luôn. Rồi. Rồi. Số 3. Ok. Quay nè, quay quạt nè, nó vẫn còn chạy bình thường nha, nó rất là mạnh luôn. Rồi, số 0 nó tắt. Rồi, cho em vô thử nha. Bây giờ cho em bắt thử đó, nó là số mấy? 1. Rồi, tới số mấy nữa, bắt tới và số 2 à. Số 2. Rồi, tới số 3 luôn rồi. Rất là nhẹ nhàng đúng không? Nhẹ. Rồi, em tắt rồi, em tắt thử rồi. Rồi, vậy là ok thấy không? Ok. Vậy là cái trường hợp này là cái quạt nó bị cháy không tắt ở phía sau nha mọi người. Cái trường hợp này cũng khá là nguy hiểm luôn. Hồi nãy ở Úc Lê cũng không ngờ nó cháy nhiều đến vậy nữa. Tại mình thấy cũng mình xài cũng mình để đây mình xài mỗi ngày đâu có gì đâu. Chắc hồi hôm nay ai xài nhiều lắm cái gì đó. Để nhiều khi mình lỡ để mình không tắt á, chạy nguyên đêm á nó cũng nguy hiểm lắm. Ủa, nếu nó cháy thì ta làm số 3 không? Nó nguy hiểm lắm á, nó cháy này là nó cháy nổ chạm mạch nó nổ rất nguy hiểm luôn á, nó cháy nguyên cây quạt luôn á. Em thấy nhiều cái trường hợp nó cháy nguyên cây quạt cũng do cháy nổ có ổ điện á. Thôi giờ trường hợp này cũng khắc phục kịp thời cũng khá là may mắn nha mọi người, không có sự cố gì xảy ra hết. Còn thì Út Lê cũng xin kết thúc video tại đây nha. Nếu cảm thấy Út Lê chia sẻ về cái trường hợp này hay bổ ích, đừng quên cho Út Lê xin một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. Bây giờ Út Lê thái cho tình mọi người nha. Rồi giờ em làm chuyện đi, anh đi làm chuyện của anh nha. Rồi cúp điện nha anh em, không xài cúp điện nha đây.